Đây là cái thành quả mà bên nấm đã vừa hấp xong, bây giờ chuẩn bị ra lò. Mình rất còn nóng, để nguội tí nha. Tí nó nguội thì nó sẽ căng cứng hơn mọi người. Giờ mình mới ra nó còn mềm. Xin chào mọi người, bên nấm đang chuẩn bị vào lò hấp để hấp meo. Cái này là meo hay gọi là giống đó mọi người, meo nấm rơm. Thì cái bịch này á, kích thước của cái bịch này á, là 15-29. Cái bịch này chuyên là meo, meo bào ngư, nấm mèo hay là nấm rơm. À, thì ở này là cái giá thể của bên nấm làm là giá thể trấu. Sau khi mà phối trộn dinh dưỡng, xử lý rồi tiến hành bổ sung cho đủ ẩm thì bọn mình sẽ đóng cái bịch này thì khoảng cỡ 2,5 lạng đến 3 lạng, 250 đến 300 gram đó. À, giờ sẽ tiến hành vào lò hấp. Mỗi lần thì bên nấm sẽ hấp khoảng 4 khay như thế này. Vì cái lò hấp là lò hấp áp suất nha mọi người. Sau khi mà đóng xong thì bên nấm sẽ đưa vào hấp ở 121 độ C, một áp. Rồi. Ở đây là nấm có lắp hai cái áp, mà cái anh áp ở trong kia ảnh bị ảnh nhảy bất thường, ảnh nhảy lên ba, ảnh xuống một, nói chung là ảnh bị lỗi. Còn cái đây á, là nó chuẩn nè. À, nó hơn một áp này. Hơn xíu à. Ở nhiệt độ là 121 nè. Mọi người thấy là số 125 không? Nè, 75 nè. 100 nè, đây 125. Nhưng mà do nó chiếu cái máy quay nó hơi xéo xuống một tí thì mình thấy nó có thể là nó lên 122, 23, 23 lận, nhưng mà nó khoảng gần 121 đến 122 thôi. Đây. Đây, là hấp giống. Hầu như tất cả các loại giống thì đều hấp ở nhiệt độ như thế này. Rồi, khi hấp xong rồi thì nấm sẽ tiến hành ra lò. À, còn thời gian nha, chia sẻ cái thời gian luôn. Sẽ có rất là nhiều anh em nói là cái vấn đề thời gian hấp. Tức là tùy vào môi trường mà chúng ta có thể hấp thời gian khác nhau. Giả sử chúng ta hấp thạch thì chúng ta chỉ hấp 121 độ nè, mở một áp nè, nhưng mà chúng ta chỉ hấp khoảng cỡ 25 30 phút thôi. Còn nếu mà môi trường càng cứng chừng nào chúng ta càng hấp lâu chừng đó, càng lớn chừng nào càng hấp lâu. Nên là nhiều cái vấn đề là có những bịch meo mà chúng ta khui bên ngoài chúng ta không thấy nó bị, nhưng mà ở trong lõi nó bị, là vì chúng ta hấp không có tốt. Đây là cái thành quả mà bên nấm đã vừa hấp xong, bây giờ chuẩn bị ra lò. Mình rất còn nóng, để nguội một tí nha. Tí nó nguội thì nó sẽ căng cứng hơn mọi người. Giờ mình mới ra nó còn mềm, nóng lắm, hấp áp suất nè. Cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này. Cảm ơn tất cả quý khách hàng cũng như mọi người đăng ký kênh ủng hộ nấm. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Nấm xin phép kết thúc cái video ở đây nha.